Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn đến với video bài học tiếp theo trong series video khóa học bán hàng quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook phiên bản cuối 2019 đầu 2020 mới sản xuất mới nhất và dành riêng cho những người thao tác trên điện thoại di động. Tên tôi là Phan Anh, là một giảng viên đại học chuyên gia về marketing online cũng như là Facebook marketing. Tôi đã bắt đầu khởi nghiệp thì chúng ta đã biết rồi, từ 2008 tới bây giờ. Và để không mất thời gian nữa thì video này tôi vẫn sẽ tiếp tục hướng dẫn các anh chị thao tác chạy quảng cáo trên Facebook Ads bằng application hay còn gọi là ứng dụng Facebook Ads có màu xanh. Vâng, và tất nhiên tôi sẽ sử dụng điện thoại di động iPhone của tôi. Và trong video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chạy quảng cáo tăng lượt xem trên video. Tiếng Anh gọi là Get Video Views, tăng lượt xem trên video. Ok, dừng lại một chút. Chỗ này nếu như các bạn muốn chạy quảng cáo bằng video thì các bạn cần cái gì? Đầu tiên các bạn vẫn cần fanpage, đúng rồi. Các bạn vẫn cần tài khoản quảng cáo, đúng rồi, đúng không ạ? Và đặc biệt là các bạn phải cần có content ad, tức là cái nội dung quảng cáo. Content ad dạng định dạng của nó, tiếng Anh gọi là format, thì các bạn phải sử dụng định dạng video. Các bạn có thể quay một cái video, các bạn có thể thuê sản xuất một cái video, thậm chí các bạn có thể dùng iPhone, dùng Samsung, các bạn ghi hình một cái video và sau đó các bạn chạy quảng cáo. Thí dụ như là các bạn có thể quay một cái quá trình các bạn làm spa, quay một cái quá trình các bạn đang phục vụ khách hàng, hay là quay một cái sản phẩm khoảng 30 giây, ví dụ thế. Sau đó thì các bạn sẽ upload lên trên đây, đúng không ạ? Các bạn chọn cái Get New Video View, chúng ta sẽ chọn mới, đúng không ạ? Ở trong này các bạn nhìn thấy bước đầu tiên là các bạn phải select video, tức là lựa chọn cái video đấy. Đấy, các bạn có thể là đăng cái video trên fanpage của mình nếu như mà các bạn có cái video trên fanpage có sẵn rồi, hoặc là các bạn có thể dùng video từ camera trong iPhone, hoặc là các cái video đã từng chạy quảng cáo. Thì đây là ba cái lựa chọn đó. Thứ nhất là paid video, nếu như mình đã có video trên page mình đăng lên rồi. Thứ hai, nếu không thì mình sẽ chọn video ở trong iPhone của mình đưa lên. Vâng, tôi sẽ chọn một cái video đấy, ngẫu nhiên thôi, được chưa ạ? Sau khi bạn chọn được video cho mình xong, tất nhiên ở đây tôi đang chọn mẫu thôi, thì bạn sẽ tiếp tục, đúng không ạ? Bạn sẽ tiếp tục sang bước tiếp theo là bạn tạo quảng cáo ad. Thì sau đây thì mình có thể chọn text, đúng không ạ? Đây các bạn có thể đánh các cái text, tức là cái phần ngôn từ vào đây, đúng không ạ? Các bạn cũng có thể chọn placement, tức là những cái vị trí hiển thị. Thì placement các bạn có thể chọn là automatic, tức là tự động, hoặc là manual, các bạn chọn các vị trí. Cái phần này tôi đã dạy các bạn rồi, bao gồm là desktop hay mobile. Thí dụ như mình có thể tắt desktop đi. Các platform đây mình có thể chọn bằng cách là tắt bớt đi, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Ok, còn vì sao mình tắt thì tôi cũng đã dạy các bạn rồi, đúng không ạ? Rồi, Messenger, Inbox thì mình có thể để, ok. Đấy, mình sẽ chọn ít thôi. Xong, đó, thì mình sẽ tiếp tục bước tiếp theo. Rồi, đấy, ví dụ như này, mình giới thiệu, đây là giả sử mình đang giới thiệu một cái dự án liên quan đến cái shophouse, đúng không, vân vân. Tuần sau đây tôi có một cái đơn đặt hàng là chạy quảng cáo bất động sản tại Australia dành cho người Việt, cũng là một cái kế hoạch rất là hay. Preview all đây, chúng ta có thể xem các mẫu quảng cáo như thế này. Mình viết text ra, xong xuôi mình sang phần tiếp theo, mình nhắm chọn. Phần nhắm chọn tôi cũng đã hướng dẫn các bạn rồi. Các bạn có thể chọn like your page, tức là thích trang, rồi like your page and their friend, tức là những người thích trang và bạn của họ. Engage with your page, tức là tương tác với cái fanpage của chúng ta. Tiếp tục, đấy là có thể là engage with any post and ad, tức là đây là cái phần liên quan đến cái việc là chúng ta chạy đến những người đã từng xem bất kỳ một cái bài post nào hoặc là cái quảng cáo của chúng ta. Nếu chúng ta không muốn thì chúng ta có thể chọn là create new audience, tức là tạo đối tượng mới. Đấy, thì cái phần này chúng ta bắt đầu vào phần nhắm chọn, vị trí địa lý, rồi thì detail targeting, đúng không ạ? Những cái mục tiêu, rồi tuổi tác, vân vân, giới tính. Thì chúng ta biết đây, chúng ta có thể chọn địa điểm, chúng ta có thể nhắm chọn liên quan đến rất nhiều thứ, đúng không? Interest, như hôm qua tôi đã nói, demographics, đúng không ạ?
behaviors đó là hành vi. Và tiếp tục ạ, trong behavior thì chúng ta cũng có rất là nhiều và những cái thêm những cái danh mục khác nữa. Đấy thì tôi muốn view lại một chút cho các bạn xem. Sau đó các bạn chọn tuổi, đúng không ạ? Các bạn chọn tuổi, các bạn chọn giới. Xong các bạn có thể thêm các sự lựa chọn về ngôn ngữ nếu có. Ok, các bạn đến bước tiếp theo. Ngoài ra các bạn có thể chọn những cái phần này, nó gọi là phần đối tượng đã lưu. Thì các bạn có thể chọn những cái đối tượng đã lưu, mình đã lưu ra đây. Khi mà các bạn chạy bằng máy tính, các bạn tạo ra tệp, sau đó thì các bạn lưu lại, các bạn đặt tên cho nó thì các bạn gọi. Thì sau đó các bạn chọn đến thôi. Đến bước này bạn chọn ngân sách, đúng không ạ? Ngân sách hàng ngày hoặc là ngân sách chọn đời. Bạn chọn lịch chạy, chạy bắt đầu hay là chạy sau đó, đúng không ạ? Rồi bạn cũng chọn phân phối, đúng không ạ? Delivery optimization, tức là tối ưu về mặt phân phối. Thì ở đây mình có thể chọn là dạng thứ nhất là True Play, tức là dạng bắt buộc phải chọn là chế độ xem. Chế độ xem. Sau đó thì mình cũng có thể là bid tự động hoặc là bid bằng tay. Mình tính tiền dạng impression là dạng hiển thị, hoặc là dạng true play là dạng chơi số video. Thì trong trường hợp này thì các bạn có thể chọn chơi số video. Đấy, thì ở đây chẳng hạn như là nó nói rằng là video mà các bạn phải xem trên 15 giây hay là trên 3 giây thì đấy người nó mà tính tiền. Rồi xong, đến bước cuối mình đặt một cái, mình chọn. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó thống kê là loại hình chạy video, rồi vị trí, rồi app preview, tức là xem trước, đợi một chút nó đang phải tải bởi vì cái video up lên nó chưa tải được, đúng không ạ? Nếu mà các bạn có mạng tốt các bạn sẽ up được, nó sẽ hiển thị ở đây. Sau đó các bạn bấm nút place order, tức là các bạn đặt nút mua hàng. Mua hàng tức là đây là nút quảng cáo, mình sẽ trả tiền cho Facebook để mình mua quảng cáo. Ok, thì đấy là tôi gợi ý cho các bạn về cái cách mà chúng ta chạy quảng cáo với cái ứng dụng là Facebook Ads, đúng không ạ, trên điện thoại di động. Và lời khuyên của tôi là các bạn nên sử dụng cái ứng dụng này bởi vì nó rất là chuyên nghiệp và nó cũng rất là đầy đủ. Rồi, ok, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn cứ liên hệ với tôi. Tôi vừa hướng dẫn các bạn cái cách chạy quảng cáo bằng video. Và quan trọng nhất đối với chạy quảng cáo bằng video đó chính là nội dung của video. Nội dung của video phải thực sự hấp dẫn, phải thực sự thu hút khách hàng thì chúng ta mới kiếm được những cái comment tương tác. Còn nếu mà nội dung tồi thì nó sẽ rất là khó, được chưa ạ? Rồi ạ, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin cảm ơn.